Nam Mô A Di Đà Phật. Trước hết, Ngọc Sương xin trích vài đoạn thơ của thầy Bần Sĩ Vô Danh trong quyển Cứu Nguy Tận Thế do Thiền Tịnh Vũ Sơn Sydney ấn tống. Và sau đó sẽ tới bài kỷ niệm ngày 18 tháng 5, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thầy đến Úc Châu, Sydney năm 2015. Thầy đọc từng câu Ngọc Sương chép biên. Hôm nay Ngọc Sương xin ngâm cho mọi người được nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần sĩ cũng cho biết sau này Thất Sơn Bãi Núi sẽ lộ ra đền đài vàng ngọc quý báu vô cùng. Ngài khuyên ráng lo tu rồi sao sẽ hưởng cảnh thần tiên tại thế. Sao bãi núi Thất Sơn ngà ngọc, giờ hiền nhân cực nhọc chút đi, sao về giữ được đài ly, lưu ly bạch ngọc thiếu gì chân châu. Có xa cử nó âu lót thảm, có biết chưa thông cảm vàng dài. Ta ngồi trên chốn cung đài, trăm hoa ngàn lá hằng ngày nở râm. Như thế đó thân tâm an lạc, có loài chim ca hát pháp kỳ. Hay là Đức Cậu cũng cho biết là Ngài đã giữ những gì quý báu trong triều đại Minh Vương Thánh Chúa sau này. Thất Sơn Bộ Pháp là ta, ta là giữ của, ta là giữ cửa Phổ Đà Năm Châu, ta giữ cửa huyệt sâu đại đạo, ta giữ là thúc bảo đàn cơ. Những gì quy báo trong giờ, ta đây giữ ấn giữ cờ của vua. Hay là Đức Cậu cho biết mở hội Long Hoa rồi sẽ mở pháp đài để xử phân tại thế. Thánh Đức dọn xong mở pháp đài, trị trần ba tánh chốn trần ai. Người con của Phật đài tham dự, tên tuổi còn ghi tạc hằng ngày, được nêu trên trước ghi thật rõ. Đài Phật đưa lên tỏ thiên thai, tình mộng gian cầu người mới biết, còn mê trần trượt sẽ trắng tay. Kế tiếp bài kỷ niệm 18 tháng 5 năm Ất Mùi, ngày mùng 1 tháng 5 Ất Mùi, vào lúc 4 giờ chiều
Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh nhắc lại lễ kỷ niệm ngày khai đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ 18 tháng 5. Ngài nguyên là một đấng tôn sư minh triết, đã hy sinh vì đạo pháp, hiến dâng thân mình để cúng nhường cho Phật mười phương, đem hạt giống bồ đề gieo khắp nhân gian, thuyết kinh văn thi phú, khuyên chúng sanh thời mạt hạ hãy ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dữ, cư sĩ tại gia, thờ Tam Bảo và tổ tiên ông bà cha mẹ, thọ nhận bốn ân đất nước, đồng bào, nhân loại, tổ tiên Tam Bảo, cố gắng theo giáo lý thầy tổ tu đến giải thoát. Tháng năm 18 giờ này, nhắc trong bốn đạo mấy ai còn dình, phải đem hết cả niềm tin hướng về thầy tổ dạy mình như sao. Dù cho xa cách thế nào, thầy còn mãi mãi chớ nào cách xa, đổi thay thay đổi ấy là do trời định diệt biết mà làm sao. Tình thương nhân chủng đồng bào nên ngài rao giảng ngọt ngào khắp nơi. Ngày nay ta nhắc mấy lời, dù xa tận gốc chân trời gần bên, nhớ câu đạo lý là nền, hiền trung ngài thảo gần bên thầy rồi, người tu quân hạ thiệt thòi, trì tâm tưởng Phật xăm soi lòng từ, đạo thầy dạy chẳng hoài hư, tại trong tất cả mọi người kém thông. Làm cho lạc giống mất dòng, phước điền không dọn đặng trong từ bi, thầy bảo cư sĩ tu đi, tại gia khoát nguyện kiên trì trường chay, cứu mình rồi cứu cả hai, cứu quyền nội ngoại kề dây dắt về, hạ quân lớp lớp bề bề, không lo tu niệm khó về bồng lai. Thầy khuyên bổn đạo gái trai, kỹ cương nghiêm túc học ngay thánh hiền, thầy dâng lời của Phật truyền, thuyền du bốn bể nối liền ngày sau, dấu chân Phật để ngày nào, chúng sanh nối gót sát sao mới thành. Nhất là tu chớ lợi danh, tánh còn kiêu mạn khó thành Phật tiên. Tuy nay thầy đã xa miền, ẩn nơi non tịnh tham thiền chờ cơ, nhắc trong đồng đạo hiện giờ, tu hành chớ dội chờ giờ uổng công,
Nếu ai một dạ một lòng hy sinh trọn nghĩa đáp công ơn Ngài, trí ngoan kiến thấy Như Lai, trải qua nhiều khúc đường dài noi gương. Chung quy thống nhất một đường, người tu nhận lãnh nhiều đường gai go. Ngày nay thầy đã dặn trò, nghe lời thầy dạy gai go nhận hòa, thì gần thầy chớ nào xa. Phàm tiên ngăn cách vậy mà đừng trông, thâm sâu kinh kệ nằm lòng, thực hành tu đạo một lòng thủy chung. Thầy nay nguồn gốc cội khùng, mấy ai hiểu được Ngài cùng ra sao. Nhớ Ngài 18 nghẹn ngào, nhắc lời của đấng ngọt ngào minh sư, giảng khuyên đứng trước mọi người. Tuy Ngài trẻ tuổi đại từ quá cao, thương dân mến phúc đồng bào, khuyên lơn bá tánh ráng mau tu hành. Thầy về rồi lại tái sanh, đặng mà độ hết chị anh bụi cùng. Giang sơn biến đổi lạ lùng, chùa truyền vắng bóng không trung thảm sầu. Thầy nhìn thấy hết năm châu, châu nào cũng khổ âu sầu buồn hiu. Tới đây không ít cũng nhiều, biển đông gió thổi chim diều bay qua. Nỡ nào tiên cảnh ngâm nga, hạ phàm trở lại ba gia nào tường. Cúi đầu lại Phật mười phương, hộ cho nước Việt có trường đặng thi. Ngoại lai ngã gục ly bì, tội trời tranh đấu sánh bì lợi danh. Thầy nay biết rõ ngọn ngành, kêu trong quý đạo tu hành tồn lai. Nghĩ trong chớ dội nghĩ ngoài, tu cho đắc quả lên đài coi tiên. Ngày nay thế sự chưa hiền, giữ hung còn lại gây phiền trời cao. Lời khuyên chớ biết làm sao, ai khôn gấp gấp bôn đào hồi quê. Nghĩ suy đời đã quá kề, thay nằm chật đất rẻ rề hơn tôm. Người ta người chẳng dám dòm, trên rừng sư tử cọp chồn còn chê. Dưới sông lớp lớp bề bề, cá ăn cùng ngán trầm ê ngán ngầm.
trời trần ơi tin nhắn không lầm, bạc tiền mình chắc được cầm lâu mau. Khổ tu vẹn vẻ ngọt ngào, sống đời thượng cổ gặp nào thánh tiên. Thầy dạy đạo lý thánh hiền, nói lời nho nhã giữ hiền phân ranh. Tại người tạo lập chiến tranh, tham lam quá đổi giật giành bại vong. Đổi thay đặng mở đại đồng, ai còn rạch giống rạch dòng Phật tiên. Trự tu đức độ trao liền, suy mình rồi biết giữ mình sửa say. Đừng vay mượn ở chỗ này, ngày xưa Phật Tổ Phật Thầy dạy sao. Thấp thôi rồi lại đòi cao, trời nào cho được trong mau đạt thành. Dưới bùn cao bận hôi tanh, không chịu tắm rửa tranh giành việc chi. Cúi đầu nhận tội mau đi, chậm thì mất mạng còn gì nảnh tranh. Ngày nay bần nhắc quá rành, đúng ngày 18 chúng sanh hỏi về. Ai người có đạo ta phê, giữ vẹn lời thề ngài dạy thuở xưa. Sáng chiều nhớ lại ban trưa, từ đây dân chúng thất thưa rã rời. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có thoát được ra trận đồ này, tháng năm 18 thầy cho hay. Khuyên trong bổn đạo mau tiến bước, luận kim suy cổ nói theo ngài. Mạc hạ đời nay đã tàn rồi, không còn gì nữa đời dân ơi. Héo khô tàn rồi, ôi cháy hết, cháy biển cháy sông cháy rừng đồi. Vạn vật tiêu đều cây cỏ khô, chiều buồn nhìn biển sóng nhấp nhô. Mấy ai hiểu biết đời quá cần, đắm nhiệm rồi rơi bầy diệt đồ. Tháng năm 18 ẩn năm mùi, cây cỏ héo tàn giá nào vui. Dê không có cỏ dồm đau khổ, nứt nẻ đất đai chết chôn vùi. Hạn hè nắng gấp biển trần lao,
lớp đôi lớp điên bền khóc rào. Lại còn nhìn thấy anh hùng tần, thầy tuôn ngấn lệ biết làm sao. Thân phận của mình rất mỏng manh, tội mang lại chịu chắc phải đành. Trời tru đất diệt đây sắp tới, dê già không có chết nằm khoanh. Thương kẻ vô tri chẳng biết đời, mùi thân phỉ chi để thành thay. Dập dồn nạn ách ôi khủng khiếp, lọc lừa yêu quay diệt cấp thời. 3 tháng khổ đau, 3 tháng nào đừng nghĩ Phật trời ở quá cao. Thánh thần đây tới còn rơi lệ, nhìn trời tắt lặng ánh trăng sao. Mười tám tháng năm bằng chỉ người, nếu ai tu niệm hành vui tươi, đừng lo rầu nữa máu khô heo. Niệm Phật từ xa bóng đại từ. Kế tiếp bài Lô Tô. Đọc theo giọng Lô Tô. Hợp thơ ấn chứng cờ cui rõ ràng, lớp lớp hàng hàng chờ ai ta hỏi. Không nghe tiếng nói dời dời mù xa, mới thấy người ta nhìn xa lại mất. Đem gì dấu cất chạy trốn ở đâu, coi chừng trời thâu quay nhìn rồi mất. Kêu thôi các bậc tỉnh giấc xem sao. Ai tương anh hào, ai lao, ai kiệt. Hợp cơ ngài giết, tiền đoán không lầm. Bãi cát thay nằm, diều tha quả xe. Tội gì chia xe nằm với bài bà. Ngài nghĩ ấy là ruột rà mốc hết. Thương thay anh chệt, quá mệt anh rồi. Anh bưng cái nồi, lấy gì anh đựng. Công anh đã dựng gánh hát nó chê. Nồi nắp đã kề, không kê mồi miếng. Anh qua nhiều chuyện lão thấy tức cười. Đồ anh thật hư, quá dư đem bỏ. Lão đầy hiểu rõ anh có thân không. Đem hết biển đông, nào nông nào bát. Làm anh thắt ngặt bãi cát để phơi. Anh làm đồ chơi nên thời mới mệt. Tham làm chưa hết tới chết vẫn còn. Món vợ hồ ngon bị đòn ráng chịu. Thấy
thấy mạnh mà yêu, chút xíu anh bò, anh hai đứng ho, ai cho mà đợi. Ngày nay lão gầy gốc chệch đuôi tàu, thời quăng xuống hào, lao đao lẫn đận, anh thù anh hận thấy đã qua lầu. Trước mặt màu nâu, sau này thay đổi, chắc không tránh khỏi đừng lợi đừng sang. Lớp ca lớp đàn sự sang sai nhịp, như con bìm bịp đậu ở bên sông. Nước lớn thì trong, nước rồng chảy trốn, bao nhiêu tài vốn rồi lại đem khoe. Coi chừng ma le, nghe con bìm bịp. Đời có mạt người đừng để mạt, dù biển thiên bụi cát ngập đầu, hay là dẫn chuyển đến đâu, nguyên căn nguyên bổn đừng hầu đổi thay. Ngày mạt pháp ngày nay quá rõ, mạt còn khô cây cỏ cũng tàn, làm sao ba tánh bình an. Đổi qua thay lại rồi sáng lập đời, nhớ gìn chặt những lời Phật dạy, tâm bình yên tự tại tu hành. Mắt đừng nghĩ queo ngó quanh, thẳng người kiểm diệt đường lành mình đi. Đời mát thời khó thời an ổn, nhờ người xưa soạn bổn thuyết trình, lọc lừa chọn lại đức tin. Cõi ai trọn nghĩa trọn tình bao nhiêu. Thầy biết rồi trời thiếu quỷ hết, đang cộng trừ ai chết ai còn. Hiền lành đúng bậc làm con, nghĩa nhân trung trực đặng còn sao nói. Kẻ hung dữ làm mồi cho thú, sanh tham lam tích trữ gian tà, làm sao trời đất bỏ qua. Chắc rằng kẻ ấy phải xa huỳnh tuyền, kêu những bậc độ duyên với Phật, vừa hiền ngoan vô cất Phật lòng. Khi trời thanh lọc đã xong, còn nguyên đối mặt đại đồng tới đây. Thầy đã biết kỳ này đã hết, nhìn chúng sanh cay chết gần kề, tháng ngày rồi lại say mê, quên lời Phật dạy nặng nề phải mang. Còn sanh lòng mưu toan ác thảm, tới không trung mờ ám lại dài. Đúng giờ thượng phụ ra tay, tránh đâu cho khỏi trần ai bụi này.
ngày kỷ niệm đức thầy bần nhắc, mau lẹ chân băng tắc trở về, kiên trì đạo hành chớ mê, tĩnh tâm hướng Phật thẳng về quê xưa. Nay còn chuyến đò đưa bụi cuối, mau giang xa cát bụi cái tuổi con đò, một mình lặng lẽ đắp tô, chơi chung với nó số huỳnh tuyền. Còn phút chót chiếc thuyền chưa dở, bởi lội qua nhắc nhở dân tình, chậm chân chắc phải linh đinh, tới đây nhiều trận thất kinh mất hồn. Đừng có nghĩ ai khôn ai dài, cao giới cầu cũng bại không còn, giàu sang cũng bị héo von, ăn năn sám hối mới còn tồn lai. Không có phải ta bày nhiều chuyện, đây tới đây xuất hiện nhiều điểm, bao người đừng tạo tội thêm, quay về sự thật đặng tìm lối ra. Thầy nhìn thấy người ta quá ít, toàn quỷ ma khăng khít nô đùa, đem người trả giá bán mua, ngài ngồi cân lượng còn thua thú cầm. Nếu con Phật đừng lầm lạc nữa, mau tỉnh tu cải sửa lòng mình, chờ còn tiếng nổ âm thanh, không gian chuyển động thiên đình giao ngôi. Đặng lập lại đời thôi tốt đẹp, trần cuồng phong ngài dẹp yêu tàn, rõ ràng thấy bóng người ta, tâm hồn ma quỷ toàn là thu lan. Chỉ cho rõ trần gian mới thấy, thẳng đường đi chớ bẫy gần kề, tu đi đừng có sự xê, uổng đời mất kiếp nặng nề hồn mang. Ngày 18 đạo tràng hợp lại, nghe ta phân rồi hãy tự mình tự nhìn, nguyện tu phải tròn đức tin, trọn ân Phật dạy trọn tình minh sư. Tại mình làm hoại hư đạo pháp, tu mấy đời được gặp được thành, sớm chiều học hỏi khôn lanh, tâm linh các bụi nào rành hiền hung, cứ chờ giờ tao phụng đăng hưởng, dòng bồ đề không dưỡng sao thành, cứ trong mộng hỡi mọc nhanh, tới ngày kết cuộc cam đành bỏ tay.
ngày kỷ niệm gái trai đủ mặt. Thầy mừng vui ta nhắc ngày nào, Phật tiên chờ đợi khát khao. Món quà cúng Phật ai nào biết chưa? Không phải cúng cơm trưa chiều sáng, hãy dâng lên kinh tạng dậy đầy. Món quà của Phật chưa hay, mau về thanh tịnh sửa xây tu hành. Dân cung ngài lời lành ý đẹp, hận thù xưa dọn dẹp sạch ngần. Đó là người đạo thảo ân, nam mô cúng Phật bằng thân hiền từ. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài, thầy cùng đồng đạo đi tham quan núi Ba Cô, Blue Mountain, Sydney, Úc Châu. Có một buổi trưa, tôi là người hiền sĩ, tôi là người hàng sĩ, cuộc sống cơ hàng quần bô áo vải. Được duyên may đồng đạo đến thăm quan vùng núi Ba Cô, đó là đỉnh núi bên tay trái, dưới thung lũng rất sâu dài, và bên tay phải có ba ngọn núi hình vuông như nội thành đá lớp, hình như có bàn tay của tạo hóa đất trời xây dựng và lót sắt từ bao triệu ngàn đời vẫn sừng sững một bao quanh dưới thung lũng dài theo vách núi đá dựng. Có một rừng cây chen nhau mọc dưới chân núi, chiều hẫm sâu của tận đáy núi. Có những thác nước róc rách chảy ngầm theo chiều về, tàn cây khuất bóng. Trong vách núi đá ấy có những khe nước trong veo rất là tinh khiết, do tảng đá này thu hút sương tuyết bốn mùa rồi nhả ra thành nước. Người hàng sĩ tôi đứng nhìn mãi say mê với cảnh núi rừng này. Đến chiều buông xuống nào hay, có những hạt sương rơi đóng thành băng tuyết trắng, văng ngang nơi thung lũng của non đoài đá dựng, làm cho người yêu thơ phải đắm chìm như ý. Muốn nói là tuyết sương băng ấy giống như dải ngân hà mây bạc, vẫn chưa trôi, còn khăng khít dưới chân đèo đá dựng, không đo cắt mà ta nhìn như tượng xây. Thơ bài: vẫn bình yên vẫn giữ chốn non tầng, nhìn ngắm mãi đạo sĩ bằng ngơ ngác. Tâm cảm ứng như có ngài Bồ Tát hiện trong thân đã dựng lộ hình. Có một thành đã dựng rất tinh, lộ một tượng chim hình đang đứng ngắm. Mò yên lặng như dây tràng áo gấm, đồi đá ơi ta si suy gẫm thuở nào. Kìa mây trời chiều xuống bọc bao, ta muốn ở nhưng làm sao ở được. Núi Ba Cô tụ hình thay trước, núi Trường Giang xuôi ngược sắp kề. Mảnh đất vàng đá mọc phủ phê, trồng lớp lớp hàng hàng như cắt. Ta mong ước có nhịp cầu ai bắt,
như thần tiên băng tắc gần kề. Chiều buông về hàng sĩ chưa về, còn dạo khắp sơn khê thạch động. Thật hùng vĩ làm người mơ mộng, đường đèo quanh không rộng hẹp lề. Xe qua lại phải kề nhường nhịn, còn chiều sâu thật là bi kính. Thật hiểm nguy cố gắng đến nơi, thạch động kia bằng tượng ngôi trời. Có địa phận ngọc ngà châu bao thạch động tiên giờ này đi vào, như bồng lai tiên cảnh tại trần. Bước lên thềm nhẹ nhẹ lân lân, có thạch động rồng lân phượng ở. Lòng ca ngợi thiên thai đạm nhớ, ánh sao trời từ hỡi sáng loà. Ngọn núi kia thâm thẳm mù xa, bần nghĩ đó là nhà bàn thạch. Bần sĩ thấy không ai ngăn cách, núi non tiên mộc đó để chờ. Chiều tối rồi mưa đổ giấc dơ, tuyết pha lẫn cấp thời quá lạnh. Mùi rừng núi thật là khó xanh, cảnh trời nay lập lại trang hoàng. Động thiên thai thạch nhũ rõ ràng, có của báo mỹ hoàng cẩm thạch. Đường sao lót kim cương đi dặm, sao thiên thai đất cầm đây rồi. Ngày nay người hiền sĩ đến coi, rừng buổi tối tùa ôi tiếng hát. Sương giới tuyết nước reo thành hạt, có ao tiền tâm mát cả người. Nhìn vùng quanh núi rất vui tươi, đèo thăm thẳm dạng người quý mến. Chào thần đã dừng đây mới đến, nơi Úc Châu là bến cầm thuyền. Đây rừng chiều của đấng thiên nhiên, đã tạo dựng ngàn muôn triệu kiếp. Xin từ giả ngày sau có dịp, ta đến thăm rừng nữa núi ơi. Hàng sĩ bần gấp gấp về thời, đêm tẻ lạnh đường quanh đèo thẳm. Nhìn màu cây tưởng như màu gấm, mọc phủ che cả tấm thân cây. Nhìn tuyết sương hàng sĩ rơi đầy, xin từ giả phút giây rời bước. Tiếp Song Thất Lục Bát. Đèo đôi khúc quanh co rất hẹp, cảnh thiên nhiên quá đẹp tuyệt vời.
ta về thăm núi rừng ơi. Nhìn làng mây bạc dậy thời dân ngang. Thật trong cảnh đồi hang thâm thầm, cây màu xanh như gấm như mền, triệu ngàn năm có không tên, ta nhìn say đắm nào quên phút kề. Núi Ba Cô lời thề buổi trước, đứng hàng ngang như thước trời đo, ngày xưa chắc đã hẹn hò, cùng nhau phối hợp để cho người nhìn. Nhìn tượng đá lô hình rõ thiệt, đứng treo leo mây tuyết phủ đầy. Ba cô ai vợ ai hay, thương nhau không cách giờ này hiệp chung. Nhìn ngọn núi ung dung tự tại, núi Ba Cô kẻ lại người quỳ. Tuy rằng cô chẳng bước đi, hình trên tảng đá trời ghi lâu đời. Hàng sĩ thấy cấp thời quá thẹn, nhìn Ba Cô dữ dàng như lời. Muôn đời trăm kiếp thảnh thơi, gương còn bia để lại đời viếng thăm. Nhìn dãy núi hỏi ai cầm dừng, sắp thật bằng đứng sững giữa trời. Bàn tay tiên tàu người ơi, hình như tranh vẽ để đời người coi. Hàng sĩ thấy như hồi tương lai, đã còn thương nhau hãy cận kề. Khích liền chớ có bỏ bê, hàng hàng lớp lớp chỉnh tề thật ngay. Vách đá dựng như ai xây cất, có đường lên từng bậc như lầu. Đêm khuya trăng rồi như lầu nguyệt thanh, nhìn dãy núi như tranh ai vẽ. Chắc là do bà mẹ tạo thành, cây rừng ao gấm bao quanh, núi non hùng vĩ đất lành để ai. Ngày lập lại ai tài ai đức, của kho tàng mặc sức hưởng nhờ. Ta thương hình đá đá ơi, bao nhiêu ức kiếp dình thời quá lâu. Khắp võ trụ ở đâu cũng có, biển núi non sáng tỏ hùng hồ. Ngày sau tiên Phật dòm vô, còn khai nhiều nguyệt ngày sau đặng tường. Rừng xứ Úc tuyết
sương quá đậm, đòi ba cô tiên dẫm hằng hà. Sau này bao quốc tề gia, nước nào cũng có ngôi nhà Bảo Châu. Nay hàng sĩ đôi câu kính tặng, đồi núi xưa hoang vắng muôn trùng, nhìn về thạch động như cung, bước lên từ bước địa cùng thênh thang. Ta cảm ứng kho tàng báu vật, cũng là nơi thiên cất lâu đài. Núi này có động thiên thai, có tàng thạch nhũ, có bàn môn khai, có bát quái đài thiên đã lộ, có tiếng ông bộc lộ thành hình, có loài chim rất là linh, thác rồi lại hóa thành hình đã nay. Có trời đất gió bay tiết thoảng, có hùng sang có dạng mây rồng, có đền của lão tiên ông, có ao nước báo, có rồng, có quy. Nhìn đồng đa vậy thì ta biết, đi tham quan bút viết ra bài, đến đâu ta cũng không phải tất lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kế đến thầy đến tiểu bang Melbourne, Úc Châu. Thầy thiết bài tới chưa? Chắc có người hỏi thầy tới đời chưa? Tới chưa cứ hỏi nhau hoài, tới rồi biển cạn đất cài thành sông, tới chưa bơ bơ đảo đồng, từ đây tấp nập cuồng phong lẫy lừng. Bớt vui ngưng lại đừng mừng, ta là hàng sĩ trong chừng xem sao. Trên đường vượt ải đèo cao, ra đi để lượng thấy trao cho người. Tới rồi đừng có dễ ngươi, chiều còn khuya mất từ từ rồi coi, khiến cho tiêu diệt hẳn hồi, nếu người hiểu biết đua đòi giảm ngay. Chiều buồn nước mắt lệ dài, nhìn rừng nhìn núi hỡi ai sánh bằng. Úc Châu đất rộng mây văng, trời ban lộc phước công bằng từ xưa. Quyết tâm nhìn thấy lòng vừa, chắc rằng Phật để trời chừa không sao. Tạ thơ dẹt ngút mây nào, mây là mắt chúng tiêu hao lâu rồi.
nhìn hoài đời mãi mỏi thôi. Ta cho người biết cẩn rồi ráng say. Hướng đông dịch tới hướng tây, đông gần kề cận nam về cũng mang. Đông tây nam bắc thẳng đàn, sổ trời trừng trị phạt toàn năm châu. Kêu dân phải ráng quay đầu, còn có cơ hội trời thâu còn chưa. Chưa tan một giấc ban trưa, nắng chiều bóng ngã trời bừa nào hay. Chinh nhiên nhốt thú cả bầy, ngoài nhìn người thiệt trong đầy thu lan. Ông ra cơ bút bụi tàn, lại rồi phải nói họ hàng tĩnh tâm. Tiền muôn bạc lượng chiều cầm, nửa đêm bỏ hết xuôi nằm trắng tay. Đời tàn mà chúng chẳng hay, hỏi mãi hỏi hoài đời tới hay chưa. Chờ coi sau bảy tám mưa, lạ lùng không hiểu ai đưa đêm trời. Thịnh suy chỉ có một hơi, cuối cùng bỏ hết cái đời còn đâu. Tới chưa chưa tới thần tâu, âm binh xuất hiện từ lâu bớ đời. Tới màn giặc giả khắp nơi, đánh nhau đặng lượng cái đời cao sang. Bị xa vô lưới ngọc hoàng, toàn là nanh vuốt cả đàn rơi luôn. Làm sao lấy được triệu muôn, tạo thành lập địa dựng tuồng long hoa. Từ đây mồ mả phải xa, vùi chôn dưới biển giang hà còn đâu. Đủ phương cách của trời thâu, lớp thì ôn dịch địa cầu nám đen. Bận dơ không chịu trui rèn, tẩy trần một trận trong phen hải hùng. Tới chưa cứ hỏi ông khùng, đừng theo tà dạy chết chung bớ người. Giang xa đặng sống coi chơi, bệnh gì khác lạ cái đời ngày xưa. Đớn đau thấy vậy chẳng chừa, ngày nay mạnh dội mai đưa xuống mồ. Đường lành ông bảo không vô, nổi chi cái đứa côn đồ giả mang. Muốn câm miệng lại yên nhàn, bởi trời Phật chọn trên đàn xuống đây. Hiền lành còn tựa phương Tây,
trời tru đất diệt cả bầy thú lang. Phải kêu đặng cứu trần gian, ai người hiền hậu trên đàn sông tu. Nghe ta đừng hận buồn thù, biết mình nhàn nhẹ ráng tu trở về. Năm mùi thay nổi gom ghê, chết đủ cách chết cận kề không hay. Bệnh đau chất độc rơi đầy, thương người nên đức Phật Thầy lệ rơi. Biển kia không ngất thay phơi, thương ai còn mãi mê chơi nô đùa. Đem người ra chợ bán mua, âm mưu giành giật hơn thua tội đầy. Trần ơi ai cứu cảnh này, hoàng thiên sai thú cả bầy sẽ ăn. Thương dân mênh nước lòng hằng, lời này thầy để trói trăng thầy về. Thấy người ngu muội còn mê, không lo nương bóng bồ đề còn nguyên. Úc châu chiều lại cầu nguyện, Phật trời gia hộ người hiền tồn lai. Xứ này cũng được duyên may, gốc trời sạch sẽ nhẹ phai chắc còn. Ta nhìn biển núi rừng non, xa xa như thể trên hòn thiên lang. Nhìn như hiện cảnh Tây Phương, tuy buồn vui vẻ trên đàn phiêu lưu. Đi tìm không thấy người tu, toàn là đô thị ngao du chơi bời. Bấm tay bụng rụng bời rời, ngu chi như vậy mất đời rã tăng. Thầy trò lặng lẽ trên đàn, ông ngồi phía trước hai hàng hành binh. Xem qua đặng nhủ chút tình, xem trời xem đất minh minh thế nào. Chắc cũng phải có tiêu hao, vì bị lẫn lộn thú nào chui vô. Diệt xong lũ ấy côn đồ, lập rồi đất Phật hiền vô dậy đầy. Đồi tiên khuất bóng cội thầy, buổi chiều ta ngắm mê say rừng đồi. Không người bông thú ta coi, trù bò hiền hậu trên đồi khum ăn. Đông đầy như thể cây dăng, thú kia cũng được thức ăn kiếp rồi. Nhai hoài nhai mãi không thôi, thầy đi khuyến đạo sao coi địa lầm. Dù ta cúi bãi đầu gành,
Phật thầy gần gũi chúng sanh hằng giờ. Úc Châu thầy ta dần thơ, nói rằng tới tấp hiện giờ không ngưng. Lớp sụp biển, lớp cháy rừng, lớp đào, lớp chết tưng bừng gớm ghê. Khởi đầu chắc thật năm dê, ông buồn ủ rũ tay tê thương trần. Trời đang sự chốn nước tầng, sự đồ bất nghĩa bội ân không chừa. Hỡi người có hiểu hay chưa, đến rồi khắp cả trời bừa nào tha. Nam mô Phật hồi Di Đà, Quán Âm Bồ Tát Phật Bà cứu y. Vô minh đời chẳng biết chi, xin Ngài thương xót cứu nguy từng người. Khuyên ai chớ dội về ngươi, sống còn tạo ít phước dư sao nhờ. Mình chìm dưới đáy biển dơ, nhiều đời nhiều kiếp bến bờ không lên. Ngày nay trời lập lại nền, xử phần kẻ ác đăng tên người hiền. Nay thầy đi kiếm mối duyên, thương dân mến vật trao liền đạo nhân. Đừng nên rộ rộ rần rần, nghe tiếng đạo bằng quay lại mau đi. Tịnh tâm mới hiểu được gì, trời nay thay đổi còn chi mà cầu. Loài người thấy chẳng sống lâu, ba bên bốn phía ngút đầu tội mang. Thầy khuyên đừng có xuê sang, sáng chiều rộp rộn rịp biết toan những gì. Ngày nay thần thánh sầu bi, thấy đời sắp phải chia ly hết rồi. Sợ dân lạc quốc dân ơi, ráng mà ăn ở cho thời người thương. Làm ăn ngay thẳng một đường, trải qua nhiều khúc đoạn trường tỉnh chưa. Mêu bình thầy đến cơn mưa, tuyết tiết trời lạnh buốt dai dưa mấy ngày. Thử xem ba tánh gái trai, cận đời rồi hỡi có hay không nào. Lắng tâm tu tình sửa mau, đừng say mê nhiễm cuộc nào thú vui. Quỷ ma biên đổi nhiều mùi, nếu mình sa nhiễm như cùi lỡ lan. Thầy nay dạo khắp thôn làng, thị thành cũng đến rừng tàn cũng vô. Ghé thăm chú bác chị cô, bớt
cơn vui thích trầm trồ dễ dàng. Đây sẽ tới vì gian nan, hưởng mùa gian khổ lan tràn khắp nơi. Mêu bình ta đến kịp thời, nhủ khuyên lần cuối cái đời hạ quân. Đường đi xa thẳm không sờn, thoáng nhìn đồi núi còn hơn ngọc ngà. Nhìn mãi đất rộng hà xa, tưởng như đất Phật để mà ngày sau. Thiên nhiên nhìn quá ngọt ngào, muốn để dừng bước không nào muốn đi. Tàn cây bông mát từng khi, muốn ở lại đó cố tri tham thiền. Việt Nam cũng rất có duyên, sang qua mảnh đất rất hiền xum xuê. Nhớ mau thanh tịnh Bồ Đề, bỏ đời hướng đạo cận kề Phật tiên. Đừng mê chơi nữa lụy phiền, tập ngồi yên tĩnh làm hiền như ai. Mêu bình thầy chúc gái trai, thuận hòa yêu mến nhìn ngay giống dòng. Chỗ này ta túc sạch trong, Việt Nam ráng nhớ giống dòng đừng phai. Thôi thầy tạm bút ngưng bài, giả từ bổn đạo ngày mai ta về. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài từ giả Úc Châu về lại Việt Nam. Thầy từ gia đạo đồng châu Úc, thầy trở về ta túc Nam đường. Đợi chờ ngày Đức Phật Dương, mở trường khai đạo bốn phương hỏi về. Trò ở lại chỉnh tề nghiêm túc, nhớ đừng quên cốt nhục đồng bào. Nửa đêm tim lùng dầu hao, thầy ngồi chờ đợi thuyền nào chưa lai. Ít hôm nữa thầy hồi quay bước, nhìn dòng sông nước ngược ráng chèo. Con ơi hãy ráng nghe theo, bóng chiều gần khuất giàu nghèo nửa chi. Con ở lại thầy đi rơi lệ, tình thầy trò vô kể nghìn trùng. Ráng tu sao được ung dung, cổng cao ngạo mạn ngày cùng bỏ ra. Ta đừng nghĩ là ta mới ổn, quay trở về căn bổn giữ gìn. Thương thầy con giữ niềm tin, sông dòi gió dập linh đinh sao còn. Con ở lại nghe con cố gắng,
Bụi hạ nguồn tu đặng mới màu, kiếm tìm Phật lý rất sâu, chớ nào đạo Phật có đâu ở ngoài. Suốt tháng lụng canh dài quên lãng, đuổi rượt theo bè bạn quá lầm, say mê theo đứa vô tâm, xô mình giật thấm chìm mình quá lâu. Nay thầy để đôi câu ở lại, đừng có tôn có bái làm gì. Sửa thân khẩu ý tu đi, tâm linh yên tĩnh kiên trì bình an. Nhớ đừng nghĩ lo toan bóng bậy, bị khuất che nào thấy sự gì. Sầu lo khen tặng khinh khi, khen thì vui vẻ, chê thì buồn hiu. Thầy từ giả bóng chiều sắp khuất, nhìn đi con bể vực kia kìa. Kém tri lọt xuống bên kia, suốt đời mù mịt khó về Phật tiên. Thầy từ giả con yên tu học, ráng lượng tâm cực nhọc đừng buồn. Người tu nào có đi xuống, sáng khổ chiều buồn hoang ức không xa. Thầy dặn con thiết tha đừng dội, có bận khuân mình hỏi lại mình. Giải dầu tìm kế mưu sinh, tại gia cư sĩ sửa mình đặng tu. Ngài lăn lóc cần cù tân táo, đêm về khuya tu đạo thầy truyền. Quyết tâm chớ có lượng biên, muốn về đất Phật ráng siêng tu hành. Mau tìm kiếm bạn lành ta túc, đó là tình cốt nhục đạo đồng. Hết rồi bão tố mưa phong, thân tâm bình lặng thoát dòng hiểm nguy. Từ giả con sau này gặp lại, đạo cùng chung một phái đừng rời. Thịnh suy dinh nhục con ơi, đổi đâu có được người thầy tốt tâm. Ngài suy nghĩ đêm nằm tỉnh thức, đừng say mê nghiệp lực phàm đời. Nợ cũ trả hết con ơi, đừng dai nợ mới nghe lời thầy phân. Thầy trở về am dân tay thảo, cũng là nơi nguồn đạo Phật thầy. Giả từ con ở phương Tây, ráng hồi tưởng lại kỳ này lo tu. Thầy dặn con hiềm thù dứt bỏ, nay học tu hiểu rõ lý thầy.
hằng đêm sám hối sửa xây. Nếu tu hoàng đạo kỳ này thoát ra, đừng có để tinh ba chi phối. Tinh khí thần là lối là đường. Thân này hiền hậu con nương, dạng dài biết mấy gió sương lâu rồi. Thầy khuyên con ráng hồi phục lại, nghe thầy phân khỏi lại khỏi quỳ. Ngồi đâu sửa đó mau đi, trong trường dội đến ngày thi cận kề. Ráng học bài bỏ bê không thuộc, gần ngày thi thức suốt sách đèn. Trò ngoan tu khéo thầy khen, học thì ráng học lấn chen mất bài. Đừng bình luận kẻ hai người vợ, thầy xa con ráng nhớ nằm lòng. A-di-đà Phật bên trong, con ơi thầy vẫn còn trong đò chiều. Thi bài. Ráng thức dồi trao bút sách đen, đừng hằng chờ đợi chi ai khen. Được không hay được do mình đó, trí huệ mình tu để trui rèn. Mong ước đời nay quá tàn rồi, bóng chiều gần ngã khuất con ơi. Chỉ còn hơi thở ta sống sót sống gượng, niệm Phật lo tu kính ngôi trời. Thầy thấy đời nay bớt thêm sầu, sầu cho bốn biển lại năm châu. Đất bằng sông dày nào ai biết, ứng khẩu mở lời tạc từng câu. Thầy muốn thoát ra cửa phàm này, dẫn đò ai chỉ hướng phương Tây. Nên ta ở lại trong giây phút, lệ ưa châu rơi quá còn đầy. Buồn khổ cánh khuya khó an lành, thương người chưa chịu luận tu tâm. Ngày qua tháng lại lo tạo tác, cho nên cuộc sống bị sai lầm. Ta hỏi lại ta mất mát gì, mất lời hiền hậu, mất tương nghi. Làm sao quay bước về cõi Phật, cõi Phật chỗ nào
chỗ từ bi. Thuyền đã ra khơi bờ đảo đồng, nhìn coi có phải chiếc thuyền ông. Giữa dời bị sóng đang cuồn cuộn, tại ông thọ lạnh phải ngược dòng. Than thở buổi chiều ở phương Tây, nước mắt chưa ngưng dần rơi đầy. Về đâu ta hỏi, về đâu nhé? Về cảnh thần tiên họp kỳ này, người trí như ta tại sao cuồng? Không nhà không cửa chẳng triệu muôn, lấy gì mà sống ngày năm tháng? Xin cơm ba tâm để giải buồn. Buồn cảnh đời nay quá thảm sâu, như ngày Khương Thượng dần ngồi câu. Câu mồi không lười, câu gì vậy? Câu đợi thời cơ hết não sầu. Thơ bài: ngày mai Nam Việt thầy về, thuyền từ rước khách bên lề theo chân. Nếu ai biết nghĩa biết ơn, còn không cũng được qua cơn ông hồi. Còn chờ bút mực phải soi, có đèn phải rọi, có nồi phải thương. Dân ơi ta quá tận tường, chỉ rõ con đường dinh nhục thịnh suy. Nghe lời tiền bối tu đi, sau này cứu giúp gian nguy dân tình. Tu được không hưởng một mình, chia cho ba tánh chúng sanh được nhờ. Tình thương vô bến vô bờ, vì quá ngu khờ nguồn gốc vô minh. Ngày nay thầy quá tận tình, khuyên giải tận tình dân chúng thoát nguy. Tu đạo mặc thế khinh khi, gìn tâm siết chặt a di đừng rời. Đừng nên mê mùi đua bơi, biển trần lặng hụp chơi dơi lâu rồi. Nghe ta sống sót mà coi, tu khổ thiệt thòi sao sẽ vinh quang. Tu tâm xóa bỏ luận bàn, thẳng đường về Phật bàn hoàng làm chi. Thương trần ta nói dân gì,
thân là cát bụi, nhìn thì rồi coi tâm linh không chịu xăm soi, quên giống mất nồi, quên đạo tứ ân. Mấy trăng ông đã ở gần, thôi rồi từ giã thuyền lần quay ra. Trùng dương vượt ải giang hà, đến đây nhắc đạo từng nhà ráng tu, rèn cho đúng bực sĩ nhu. Cảnh khuya vắng lặng công khu nguyện thầm, Nam Mô Bồ Tát Quan Âm, con nguyện sám hối sai lầm ngày xưa, từ đây tội lỗi con chừa, nghe thầy dạy đạo sớm trưa hằng lòng. Nay ta từ giả đạo đồng, phương Tây ở lại chỉ công tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sơ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Quốc Sơn Hà Ai Thế Ta. Bước sang giáo đạo chung Nam Hà, biến thân biến thể hình quyết nhục, mong cầu vượt bực đại nhàn ca. Nam Mô A Di Đà Phật,